Hỏi và đáp. Câu hỏi 1. Có phải Bát Thánh Đạo chỉ là đạo lộ mở đầu, không phải là đạo lộ hỗn hợp? Đạo lộ mở đầu là thế nào? Tại sao Bát Thánh Đạo không phải là đạo lộ hỗn hợp? Có phải vì nó không bao gồm các pháp siêu thế? Đạo lộ mở đầu là đạo lộ đi trước sự sanh khởi của Thánh Đạo. Nó bao gồm tất cả các tuệ minh sát sanh trước đạo tuệ. Bát Thánh Đạo không bao gồm vừa hiệp thế lẫn siêu thế đạo, nhưng tôi nghĩ hành giả đã hiểu lầm những gì tôi nói, bởi vì cái tôi muốn nói là tứ niệm xứ là đạo lộ mở đầu, chứ không phải Bát Thánh Đạo là đạo lộ mở đầu. Khi kinh Tứ Niệm Xứ nói rằng tứ niệm xứ là con đường duy nhất, thì tất cả bảy chi đạo khác ngấm ngầm cũng được bao hàm trong đó. Nhưng tám chi đạo ở đây chỉ đề cập tới Bát Thánh Đạo hiệp thế. Điều này có thể hiểu được bởi vì Bát Thánh Đạo siêu thế lấy Niết Bàn làm đối tượng, chứ không phải lấy thân, thọ, tâm và pháp. Hơn nữa, mỗi tâm đạo chỉ sanh lên có một lần và tất nhiên cũng không thể khởi lên nối tiếp nhau trong 7 ngày hay cho tới 7 năm. Nhưng trong kinh Đức Phật nói rằng nếu một vị tỳ kheo thực hành tứ niệm xứ một cách chuyên cần trong 7 ngày hay tối đa 7 năm, vị ấy sẽ đạt đến đạo quả A-la-hán hay đạo quả Bất Lai. Từ hai điểm vừa nêu, chúng ta có thể kết luận rằng tứ niệm xứ chỉ thuộc về đạo lộ mở đầu mà thôi. Câu hỏi 2. Thanh tịnh đạo. Không giải thích là khi hành pháp tùy niệm Phật, nhất thiết phải hình dung hình ảnh của Đức Phật. Lý do tại sao Thầy luôn luôn hướng dẫn các hành giả ở đây trước tiên phải hình dung hình ảnh của Đức Phật dạy? Trong Thakraga Sutta, Đức Phật dạy: vào lúc có sự hiểm nguy, hãy nhớ đến ta và niệm tưởng như vậy. Ngài quả thực là Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Do đó, ở giai đoạn đầu của việc thực hành pháp tùy niệm Phật, trước tiên chúng ta phải hình dung hình ảnh của Đức Phật, nếu không thì làm sao chúng ta biết được những ân đức mà chúng ta đang niệm ý là của ai? Khi Đức Phật còn tại thế, người ta có thể hình dung được Đức Phật dễ dàng, nhưng bây giờ Đức Phật đã nhập Niết Bàn quá lâu rồi. Vì thế chúng ta chỉ có thể mường tượng hình ảnh một vị Phật và lấy hình ảnh ấy để thay thế cho Đức Phật. Tuy nhiên, chúng ta cũng chỉ mường tượng hình ảnh của Đức Phật ở giai đoạn đầu của việc thực hành mà thôi. Sau đó chúng ta phải tập trung vào những ân đức của Đức Phật và lúc đó hình ảnh của Đức Phật có biến mất cũng không thành vấn đề. Câu hỏi 3. Trong thời Pháp, ngày 21 tháng 3, Thầy có nói rằng khi một hành giả thực hành pháp duyên khởi phân biệt tương lai, người ấy phải phân biệt được trong một kiếp sống tương lai nào đó, vị ấy sẽ đạt đến đạo quả A-la-hán, nhập vô dư Niết Bàn, và lúc đó tất cả danh sắc của vị ấy sẽ chấm dứt. Có phải tất cả mọi hành giả thực hành lên đến giai đoạn này đều có thể phân biệt được như thế không? Phải. Bởi vì sau đó, khi tu tập sanh diệt trí, mỗi hành giả phải phân biệt hai loại sanh và diệt của tất cả các hành, đó là sự sanh diệt trong từng sát na của các hành và sự sanh diệt theo nhân duyên của các hành. Về sự sanh diệt theo nhân duyên của các hành, tôi sẽ giải thích nó với ví dụ về sắc. Trước tiên, hành giả phải phân biệt sự sanh theo nhân duyên của sắc bằng cách thấy nó theo phương pháp thứ 5 của duyên khởi. Hành giả nhìn lại những sát na cận tử của kiếp trước của mình để thấy 5 nhân quá khứ, những nhân khiến cho có sự sanh khởi của sắc nghiệp. Sắc do nghiệp tạo,
trong kiếp này. Lúc ấy, hành giả sẽ thấy rằng: một, vô minh sanh khiến cho sát nghiệp sanh; hai, ái sanh khiến cho sát nghiệp sanh; ba, thủ sanh khiến cho sát nghiệp sanh; bốn, các hành sanh khiến cho sát nghiệp sanh; năm, nghiệp sanh khiến cho sát nghiệp sanh. Kế đó, hành giả cần phải thấy sự sanh theo nhân duyên của sắc tâm: sắc do tâm tạo, sắc thời tiết, sắc do thời tiết tạo, và sắc vật thực, sắc do vật thực tạo. 6. Hành giả phân biệt để hiểu rằng tâm là nhân khiến cho có sắc do tâm tạo. 7. Hành giả phân biệt để hiểu rằng thời tiết là nhân khiến cho có sắc do thời tiết tạo. 8. Hành giả phân biệt để hiểu rằng vật thực là nhân khiến cho có sắc do vật thực tạo. Sau khi hành giả đã có thể phân biệt được sự sanh theo nhân duyên của sắc rồi, thì tiếp theo hành giả cố gắng thấy đi thấy lại nhiều lần sự diệt của chúng và nhân duyên diệt của chúng. Chẳng hạn, trong trường hợp của sắc, hành giả phân biệt sự diệt theo nhân duyên của sắc bằng cách thấy nó theo phương pháp thứ 5 của duyên khởi. Xem lại ở trên, hành giả nhìn về kiếp sống tương lai, trong kiếp đó hành giả trở thành một bậc A-la-hán. Hành giả thấy rằng khi hành giả đạt đến đạo và quả A-la-hán, tất cả mọi phiền não đều diệt. Hành giả thấy rằng vào cuối của kiếp sống đó, tất cả các hành đều ngưng lại. Đây là cái thấy trực tiếp sự nhập niết bàn của hành giả khi không còn danh và sắc mới sanh lên nữa. Hành giả thấy rằng: một, vô minh diệt khiến cho sắc nghiệp diệt, tức sắc do nghiệp sanh; hai, ái diệt khiến cho sắc nghiệp diệt; ba, thủ diệt khiến cho sắc nghiệp diệt; bốn, các hành diệt khiến cho sắc nghiệp diệt; năm, nghiệp diệt khiến cho sắc nghiệp diệt. Kế đó, hành giả cần phải thấy sự diệt theo nhân duyên của sắc tâm: sắc do tâm tạo, sắc thời tiết và sắc vật thực. Hành giả thấy rằng: sáu, tâm diệt khiến cho sắc tâm diệt, sắc do tâm sanh; bảy, thời tiết diệt khiến cho sắc thời tiết diệt, sắc do thời tiết sanh; tám, vật thực diệt khiến cho sắc vật thực diệt, sắc do vật thực sanh. Sau đó, hành giả phân biệt sự sanh và diệt của sắc theo nhân duyên cùng với nhau. Nếu như hành giả không thấy được kiếp sống cuối cùng trong tương lai, ở kiếp đó, hành giả sẽ đoạn diệt hoàn toàn mọi phiền não và đạt đến A-la-hán thánh quả. Hành giả không thể nào phân biệt được sự sanh và diệt của các hành theo nhân duyên, mà chỉ phân biệt được sự sanh theo nhân duyên của các hành mà thôi. Đó là lý do vì sao việc phân biệt kiếp sống cuối trong tương lai là cần thiết. Câu hỏi 4. Lý do chính trong trường hợp này là gì? Nếu một người muốn trở thành một bậc A-la-hán thường thôi, sau khi đã phân biệt 5, 10 hay nhiều hơn nữa các kiếp sống trong tương lai, nhưng vẫn không thấy được kiếp sống cuối trong tương lai của mình. Một trong những lý do khả dĩ là người ấy đã nhận được một lời thọ ký xác định trong giáo pháp của một vị Phật trước. Nghĩa là có thể người ấy đã được vị Phật đó thọ ký rằng: sau một thời gian lâu hơn thời gian mà hành giả vừa đề cập, 5, 10, vân vân, kiếp sau, người ấy sẽ đạt đến giác ngộ. Một lý do khả dĩ khác là mặc dù người ấy chưa từng nhận được một lời thọ ký nào cả, song vị ấy đã phát nguyện đạt đến giác ngộ trong thời kỳ giáo pháp của một vị Phật tương lai khác. Chẳng hạn, có 2.000 vị tỳ kheo ni là bậc A-la-hán thường đã nhập vô dư niết bàn cùng một ngày như bà Gia-du-đà-la. Trong thời kỳ Đức Phật Nhiên Đăng, họ đã cùng nhau phát nguyện giải thoát tử sanh luân hồi trong giáo pháp của Đức Phật Thích Ca của chúng ta. Mặc dù để trở thành một vị A-la-hán thường không cần thiết phải tích tạo ba la mật tới 4 A-tăng kỳ và 100.000 đại kiếp như vậy, song họ đã phải ở lại trong dòng luân hồi từ thời Đức Phật Nhiên Đăng cho đến thời kỳ của Đức Phật Thích Ca chỉ vì nguyện vọng của họ. Tức là họ không nhận được lời thọ ký xác định mà chỉ thực hiện một lời phát nguyện mà thôi.
Câu hỏi 5. Một hành giả do phân biệt mà biết được rằng sau chừng ấy kiếp nữa họ sẽ đạt đến A-la-hán thánh quả. Họ có cần phải phân biệt cùng số kiếp như vậy nữa trong quá khứ không? Chẳng hạn, nếu họ thấy rằng họ còn thêm 10 kiếp sống trong tương lai, vậy họ có cần phân biệt 10 kiếp sống trong quá khứ nữa không? Trong kinh Duyên của Tăng Chi Kinh, Đức Phật nói rằng chúng ta phải phân biệt các nhân của ngũ uẩn quá khứ, và trong cuốn Sammoha Vinodani, chú giải của bộ Pháp Tụ cũng có nói là vị tỳ kheo phải phân biệt để hiểu được rằng các kiếp sống trong quá khứ và tương lai chỉ là các tiến trình nhân và quả. Như vậy, việc phân biệt các nhân của ngũ uẩn quá khứ là việc cần thiết phải làm. Tuy nhiên, cần phải phân biệt bao nhiêu kiếp sống trong quá khứ thì không thấy nói. Có vài lý do tại sao lại cần thiết phải phân biệt các nhân của ngũ uẩn quá khứ. Chẳng hạn, thứ nhất, để loại trừ hoài nghi liên quan đến các kiếp sống quá khứ. Hai nữa, để loại trừ chấp thủ đối với các kiếp quá khứ. Và thứ ba là để phân biệt xem những hạt giống minh và hạnh đã tích lũy trong quá khứ là gì. Chính vì lý do thứ ba này mà tôi luôn luôn dạy các hành giả phân biệt để khám phá xem trong kiếp quá khứ nào họ đã tích lũy đủ những hạt giống trí tuệ ba la mật cho mình để đạt đến sự giác ngộ trong kiếp hiện tại này. Còn việc họ cần phải phân biệt bao nhiêu kiếp sống tùy thuộc vào khả năng cá nhân của họ. Câu hỏi 6. Liệu thời gian chứng đắc giác ngộ trong tương lai có thay đổi không? Chẳng hạn, một hành giả có thể đạt đến quả vị A-la-hán sớm hơn hoặc trễ hơn thời gian mà vị ấy đã phân biệt không? Trừ phi người ấy nhận được một lời thọ ký xác định từ trước, còn không thì việc khi nào vị ấy sẽ đạt đến quả vị A-la-hán vẫn có thể thay đổi. Chẳng hạn, thời Đức Phật có một người đàn ông tên là Mahathana. Đức Phật nói rằng nếu người này từ bỏ thế gian xuất gia và thực hành pháp trong giai đoạn đầu của cuộc đời, tức tuổi thanh niên, ông ta sẽ đắc quả A-la-hán. Nếu người đàn ông này từ bỏ thế gian và thực hành pháp trong giai đoạn thứ nhì của cuộc đời, tức tuổi trung niên, ông ta sẽ đạt đến đạo quả bất lai. Còn nếu ông ta từ bỏ thế gian và thực hành pháp trong giai đoạn cuối của cuộc đời, tức lão niên, ông ta sẽ đạt đến đạo quả nhất lai. Tuy nhiên, khi Đức Phật gặp ông ta đã trở thành một kẻ ăn mày nghèo hèn, không thể thực hành pháp và cũng không còn khả năng để đạt đến bất kỳ đạo quả nào. Câu hỏi 7. Bài kinh Sasima có đề cập: chúng tôi biết rằng sanh tử đã chấm dứt, đời phạm hạnh đã được thiết lập, và pháp trú trí phải đạt đến trước, sau đó trí về Niết Bàn mới đắc. Liệu hai lời tuyên bố này có cùng một ý nghĩa như Thầy đã đề cập trong bài giảng ngày 21 tháng 3 không? Chẳng hạn, liệu một hành giả do phân biệt mà biết được rằng trong một kiếp sống tương lai nào đó, anh ta sẽ đạt đến A-la-hán thánh quả, có cùng ý nghĩa như chúng tôi biết rằng sanh và tử đã chấm dứt, đời phạm hạnh đã được thiết lập, và pháp trú trí phải đạt đến trước, sau đó trí về Niết Bàn mới đắc không? Tôi nghĩ rằng hành giả đã hiểu sai cả bài kinh Sushima lẫn những gì tôi nói. Câu tôi biết rằng sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những gì cần làm đã làm xong, không còn gì phải làm nữa, là những lời thường được các vị A-la-hán dùng để thừa nhận sự chứng đắc đạo quả A-la-hán của mình. Làm thế nào một người chỉ mới thực hành đến tuệ phân biệt duyên khởi lại có thể đưa ra một lời tuyên bố như vậy? Sushima đã nghe nói rằng nhiều vị A-la-hán đi đến Đức Phật và báo rằng họ đã đạt đến quả vị A-la-hán. Vì thế, Sushima mới hỏi các vị xem họ có tám thiền chứng và ngũ thông hay không. Các vị trả lời không. Nếu các vị không có tám thiền chứng và ngũ thông, các vị đạt đến quả vị A-la-hán như thế nào? Lúc đó, các vị A-la-hán trả lời: này hiền giả Sushima,
chúng tôi đạt đến sự giải thoát nhờ trí tuệ. Tsushima không thể hiểu nổi điều này, nên ông ta đã hỏi Đức Phật câu hỏi nêu trên. Đức Phật nói, pháp trú trí đến trước, đạo trí lấy Niết Bàn làm đối tượng đến sau. Điều này có nghĩa là gì? Đạo trí không phải là kết quả của tám thiền chứng và ngũ thông, mà nó là kết quả của các tuệ minh sát. Vì thế, đạo trí chỉ có thể khởi lên sau khi các tuệ minh sát đã khởi lên, chứ không phải sau khi chứng bát thiền và ngũ thông. Trong bài kinh Tsushima này, tất cả các tuệ hay trí minh sát đều muốn nói tới pháp trú trí. Ở đây, các pháp tức các hiện tượng là tất cả các hành pháp trú, có nghĩa là lấy các hành làm đối tượng, và trí muốn nói tới trí hay tuệ minh sát. Như vậy, pháp trú trí là minh sát trí về tính chất vô thường, khổ và vô ngã của tất cả các hành, tức danh, sắc và các nhân của chúng. Câu hỏi 8. Theo những gì Thầy nói, thì để thực hành thiền minh sát, trước hết chúng ta phải phát triển định thật vững mạnh. Nhưng các vị A-la-hán đề cập trong kinh Tsushima không có ai chứng thiền cả. Thầy có thể vui lòng giải thích sự giải thoát nhờ tuệ là như thế nào được không? Giải thoát nhờ tuệ là sự giải thoát đạt được bằng việc thực hành cổ xe thuần quán, tức thuần quán thừa, không có bất kỳ thiền chứng nào. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa rằng giải thoát ý có thể đạt được mà không cần phải có định vững mạnh làm nền tảng. Những ai muốn đạt đến giải thoát đều phải thực hành thiền, tức phân tích tứ đại, tức là phân tích các đặc tính của tứ đại nơi thân. Các đặc tính đó là cứng, thô, nặng, mềm, trơn, nhẹ, lưu chảy, kết dính, nóng, lạnh, hỗ trợ và đẩy. Họ phải phân biệt các đặc tính ý cho tới khi thấy thân của họ trở nên trong suốt và phát ra ánh sáng rực rỡ. Khi họ tiếp tục để phân biệt tứ đại trong thân trong suốt ấy, hay tiếp tục để thấy những khoảng trống trong đó, họ sẽ thấy những phân tử rất nhỏ sanh và diệt một cách nhanh chóng. Lúc đó, kể như họ đã đạt đến sát na định vững mạnh. Định này có sức mạnh tương đương với cận định. Dựa trên sát na định vững mạnh này, họ phải phân tích thêm tất cả các loại phân tử nhỏ trong 6 môn và 42 phần của thân để phân biệt tất cả sắc cùng tột trong mỗi loại phân tử nhỏ ấy. Rồi họ phải phân biệt thêm danh cùng tột đúng theo những tiến trình tâm nữa. Sau khi đã phân biệt danh sắc cùng tột bên trong và bên ngoài, họ phải phân biệt các nhân của danh sắc. Lúc đó, họ mới có thể hiểu danh sắc cả bên trong lẫn bên ngoài và các nhân của chúng là vô thường, khổ và vô ngã, cho đến khi họ đạt đến quả vị A-la-hán. Câu hỏi 9. Có phải hầu hết những hành giả đã đắc các bậc thiền và thực hành thiền minh sát đến hành xả trí đều đạt đến Niết Bàn trong kiếp hiện tại này, và hầu hết các bậc thánh ấy đều tái sanh trong cõi sắc giới? Đúng vậy, hầu hết những hành giả đã đắc các bậc thiền và thực hành minh sát đến hành xả trí đều có thể đạt đến Niết Bàn trong kiếp này. Nếu họ không đắc Niết Bàn, hầu hết trong họ sẽ đắc nó trong kiếp kế. Còn về việc có phải hầu hết các bậc thánh ấy đều tái sanh trong cõi sắc giới hay không, điều đó tùy thuộc vào việc họ đã đạt đến bao nhiêu thánh đạo và thánh quả, cũng như họ đã đắc bậc thiền nào và họ có ý định tái sanh ở đâu. Bởi lẽ, tất cả các bậc A-la-hán sẽ không còn tái sanh nữa, nên việc tái sanh cõi sắc giới đối với họ là không có. Tất cả các bậc thánh bất lai sẽ tái sanh nơi cõi sắc giới. Có thể nói phần lớn trong họ sẽ tái sanh trong cõi tịnh cư thiên, nhưng họ cũng có thể chọn tái sanh trong một cõi sắc giới thấp hơn theo ước nguyện của họ. Chẳng hạn như Phạm Thiên Samhampati là một bậc thánh bất lai, nhưng tái sanh trong cõi sơ thiền. Còn về các bậc thánh nhất lai và nhập lưu, nếu họ đã đắc một hay nhiều hơn một bậc thiền và có thể duy trì một trong những bậc thiền ấy cho đến sát na cận tử của họ, họ sẽ tái sanh trong cõi sắc giới hợp theo bậc thiền họ đắc. Riêng những bậc nhất lai và nhập lưu
không có một thiền chứng nào cả. Họ chỉ có thể tái sanh trong cõi dục giới như một vị chư thiên hay con người mà thôi.